Xin cảm ơn rất nhiều. Và tiếp theo thì Minh Dương và Lệ Thủy sẽ ca một bài tân cổ giao duyên cũng rất là quen thuộc của sinh giả Loan Thảo. Cảm ơn. Đó là bài ca Bánh Bông Lan. Dạ, giọng bài ca rất là quen thuộc. Còn bánh bông lan cánh vàng, Nhụy cũng vàng luôn. Vậy mà hãy vắng lâu thì trong bụng thấy buồn, chắc là mai mốt đây tôi về ở luôn nơi này. Ủa? Mà sao cô hai đứng không nói một lời? Ông bà mình có bảo hãy ăn thì phải nói, mà sao bây giờ cô hai hạ tiện từng lời từng tiếng gì vậy cô hai? Phải lên bà, ông bà mình nói hãy có ăn thì có nói, mà sao bây giờ tôi có ăn không? Ủa đây vào sáng bây giờ tôi rất cần một cái bánh đó hả cô? Nếu vậy chắc có lẽ là tôi sẽ lại đây, tôi sẽ nói quà cho tôi. Anh ba nè, anh ở tôi chấm mời. Cho nên tôi đang tận khổ tôi đang này. Ủa, bộ ca nó không có hả? Tại người cánh cầu khéo tay, cho nên tôi đang hoài. Cảm ơn nha anh ba. Để tôi về tôi nói lại bà má nhà xây bột đổ khuôn ha. Ủa đi vậy không phải? Dạ, phải tôi. Cánh nhờ tay nó khéo đó cô à. Trời ơi, mấy đứa em cũng mừng lắm. Ủa đi vậy không phải? Không lẽ tôi nói tôi lặn lội từ xứ tôi xuống cái dưới này là tại vì tôi nhớ nhớ vậy nhớ bánh bông lan bông. Hey.
Cô Hai à, nếu mà cô có lòng tốt như vậy tôi cảm ơn lắm, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Dạ, anh mau chưa có vợ. Dạ tuần tuổi này mà tôi ở vậy trời ơi, tôi mình ở vậy của mình hả? Anh không biết rồi. Biết gì cô?